Chúng tôi luôn ủng hộ Memorial Care on Coast vì bệnh nhân và cộng đồng cần có một nơi chăm sóc tốt nhất, và chúng tôi tin rằng sự cải tiến và đổi mới với kỹ thuật tiên tiến, chúng ta sẽ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, nhất là bệnh viện Memorial Care on Coast là một trong những bệnh viện tốt nhất ở quận Cam này. Cha mẹ của chúng tôi là những người Việt tị nạn đến Mỹ. Tôi chào đời ở Fountain Valley và tôi rất vui được trở lại thành phố này để làm việc sau khi tốt nghiệp bằng bác sĩ và được cộng tác với các nữ bác sĩ tại Women Health Center nằm trong khuôn viên của Bệnh viện Orange Coast Memorial. Nơi đây chúng tôi nói cả tiếng Anh và tiếng Việt, dù không mấy lưu loát, nhưng chúng tôi rất hân hạnh được chăm sóc sức khỏe cho những phụ nữ trong vùng và ở quận Cam trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa. Tôi rất vui được tham dự buổi tiệc đặc biệt này. Bác sĩ có bao giờ có kinh nghiệm vào ER chưa? Tôi chưa có bao giờ vào ER, nhưng hôm nay vợ chồng chúng tôi rất vui có cơ hội cùng với các bác sĩ trong cộng đồng tham gia và đóng góp chương trình ý nghĩa này.
Trong không khí sang trọng và ấm cúng, buổi dạ tiệc gây quỹ Lotus Springboard lần thứ tư đã diễn ra vô cùng nhộn nhịp và vui tươi. Lotus Springboard năm nay, bên cạnh những vị khách gốc Việt trong cộng đồng, còn có sự hiện diện của rất nhiều quan khách bản xứ. Ngoài mục đích đến hỗ trợ cho dự án nới rộng khu cấp cứu, mọi người đều rất thích thú với một chương trình linh động mang nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình được mở đầu với màn trình diễn của nhóm Vũ Thiếu Nhi Thiên Ân với trang phục truyền thống và tiếng trống rộn rã. Phần giới thiệu ban tổ chức. And now we are honored to introduce to you Dr. Hubert Moore, Chairman of Emergency Medicine of Warren Coast Medical Center. Và giới thiệu những nhà hảo tâm đã hỗ trợ tận tình như bác sĩ Michael Đào, bác sĩ Đức Nguyễn, bác sĩ Trọng Nguyễn, ông bà bác sĩ Daniel Dũng Trương, vợ chồng bác sĩ Cedo và Christine Trần, phó thị trưởng Fountain Valley Steve Nagel và Vitality Team. Sau màn đấu giá ngắn gọn, quan khách đã được thưởng thức phần biểu diễn thời trang áo cưới của hai nhà thiết kế La Mai và Crespi. Và cùng màn dạ vũ sống động với Don Hồ, Harry Trúc và Helena Phạm. I don't care just what they say, but forever.